Cát Phượng tôi với Kiều Minh Tuấn sống với nhau, không có hôn thú. Thông tin Cát Phượng chính thức xác nhận tan vỡ với Kiều Minh Tuấn đang rất xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Theo đó, họ chia tay vào ngày 14 tháng 2 năm 2021 và đến nay, người trong cuộc có động thái cụ thể, nữ nghệ sĩ dở dang chuyện tình ly hôn với Thái Hòa và gắn bó với nam diễn viên tranh mình 18 tuổi nhưng chưa kịp đăng ký kết hôn. Cụ thể trong cuộc trao đổi với truyền thông, có khá nhiều câu hỏi liên quan đến vợ chồng đăng ký kết hôn, cả hai sống chung thường tính đến chuyện xa hơn, liệu hiện tại việc chia tay có rắc rối hay không? Nếu có. Nói đến vấn đề này, Cát Phượng bộc bạch và đối phương nhiều lần đang giam giữ chuyện ra phường ký giấy. Cô bày tỏ Cát Kiều chưa có lần hôn hú, bao nhiêu lần định ra làm hôn hú mà lại hoãn, mình nghĩ việc trăm năm vạn tỷ người gặp nhau đã là một cái duyên, cái nợ, cái nghiệp, không có hôn, không có với nhau thì không có làm hôn hú được. Kể cả chuyện sinh con, hai đứa cũng đi ra lấy tinh trùng, lấy trứng hết rồi, bác sĩ đã phối ra hết thì không đúng. Thì đúng một cái, ra cái chuyện anh Kiều và bé An Nguy, từ hôm nay thì không ai lấy được luôn. Mình nghĩ là không có cái nợ, không có cái nghiệp, làm vợ chồng đến lúc anh Kiều lên tiếng dừng lại khi Cát đồng ý luôn. Ngoài ra cả hai cũng chẳng có tài sản chung, căn hộ trước đây mọi người nghĩ là Kiều Minh Tuấn tặng Cát Phượng nhưng thực tế là hoàn toàn là tiền cô tự mua, nữ nghệ sĩ nói. Tôi vay ngân hàng 30% để mua nhà, 30% là tiền của tôi. Thời điểm đó tôi mượn Nhật Cường, Trường Giang, sau đó anh Kiều Minh Tuấn nói tiền nhà để anh ấy đóng. Thời điểm đóng phim anh chưa 18. Lúc đó anh ấy cũng không có một chút nên để mỗi tháng anh ấy góp ngân hàng. Kiều Minh Tuấn hoàn toàn không biết việc Cát Phượng sẽ công khai câu chuyện tan vỡ ở thời điểm dù trước kia họ từng nói ra. Cô vẫn xin gửi lời xin lỗi khi anh đón nhận được thông tin này. Đồng thời nữ nghệ sĩ nhấn mạnh khá nhiều lần trong khán giả ném đá khi biết mọi chuyện đồ vợ bề lẻ không ai hoàn hảo. Và khi hết duyên cả hai nên cho nhau lối đi riêng. Cát Phượng chia sẻ nếu anh Kiều Minh Tuấn có đọc được, tôi xin lỗi anh ấy vì đằng nào cũng cho biết một lần, nói ra không phải là moi móc, nói ra để một lần để đóng lại câu chuyện này. Tôi nghĩ anh ấy không suy nghĩ trách móc gì vì nhiều những cái hoàn cảnh là nói thật, tính của tôi đã không nói thì im, còn nói là phải nói thật. Hiện tại từ hai phía Kiều Minh Tuấn vẫn chưa có động thái nào về việc tan vỡ. Anh vốn kiềm lời trước những câu chuyện đời tư, dẫu vậy công chúng vẫn mong nam diễn viên có phản hồi về chuyện tình, chủ động kết thúc mối tình kéo dài hơn 12 năm.